Vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Loa Kéo Giá Siêu Rẻ của bên em nhé. Thì video clip hôm nay thì em sẽ là đứng ra cho mọi người một số dòng sản phẩm hàng nhập khẩu mọi người nhé. Hàng nhập khẩu và em sẽ giới thiệu cho mọi người. Hiện tại bên em đang có chương trình xả khó với giá cực kỳ là rẻ luôn. Đó, mọi người có thể tham khảo những cái dòng nhập khẩu cao cấp này để mọi người lựa chọn cho mình những cái dòng sản phẩm mà nó mang lại chất lượng, âm thanh chuẩn cho mọi người nhé. So với những dòng lắp ráp tại Việt Nam thì dòng nhập khẩu này nó sẽ vượt trội về cái âm thanh cũng như là chất lượng. Đó cũng như là linh kiện phụ kiện nó thuộc với dòng cao cấp hơn. Đó, khi mọi người mà sở hữu một trong số những dòng loa nhập khẩu này thì mọi người yên tâm về chất âm và cũng như cái tường tiếng của nó nhé. Nó đánh ra cho mọi người cực kỳ là hay, nhưng giá thành thì nó sẽ cao hơn so với những cái dòng loa lắp ráp tại Việt Nam. Và chi tiết thì em sẽ là review cho quý vị từng mã sản phẩm một để quý vị có thể lựa chọn cho mình những cái dòng loa nào nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của gia đình mình này, cũng như là cái túi tiền, điều kiện kinh tế của gia đình mình. Đó. Và hiện tại em làm một cái kho loa, khi mọi người mua hàng của bên em á, thì mọi người sẽ được rất là nhiều ưu đãi. Thứ nhất, mọi người sẽ không cần cọc trước khi mọi người mua loa bên em. Thứ hai là bên em sẽ hỗ trợ free ship tận nhà cho quý vị. Đó, nhận hàng được kiểm tra hàng, được thử hàng thoải mái. Hàng ok quý vị mới thanh toán tiền, hàng không ok thì quý vị cứ hoàn trả lại đơn hàng đó cho bên em và sẽ không mất một khoản chi phí nào nhé. Và tất cả những dòng sản phẩm bên em bán ra thì đều bảo hành chính hãng 12 tháng trên toàn quốc cho quý vị nhé. Bảo hành chính hãng 12 tháng trên toàn quốc. Nên quý vị cực kỳ yên tâm khi sử dụng những dòng sản phẩm của bên kho bên em phân phối nhé. Ở đây thì em sẽ có những mẫu là 4 tấc 3 đường tiếng nhập khẩu này, đó từ nhà máy hãng Alokio này, và 5 tấc 3 đường tiếng hàng nhập khẩu mọi người nhé. Đó, mic của nó được trang bị cho mình một dòng mic cao cấp cực kỳ là xịn sò cho mọi người luôn. Và đầu tiên em sẽ giới thiệu cho mọi người dòng 4 tấc 3 đường tiếng đầu tiên. Con này là có mã sản phẩm modem là Alokio. Con này là tên là G95 mọi người nhé. Alokio G95 mọi người nhé. G95. Đó. Về phần thiết kế thì nó được trang bị cho mình một thùng gỗ nhập khẩu này, có khắc thương hiệu Alokio này. Mọi người yên tâm về những hàng giả hàng nhái nhá. Đó. Còn về phần cấu tạo bên trong thì con loa nó được trang bị cho mình một bình ắc quy 12V. Đó, mình có thể sử dụng từ 4 đến 6 giờ. Đó, do cái âm lượng của mình dùng. Còn về phần mặt lưới thì được cả trang bị cho mình này. Đó, một cái mặt lưới là bằng thép. Đó, cực kỳ là xịn cho mọi người luôn, là sơn tĩnh điện này, hoa văn cực kỳ là tỉ mỉ cho mọi người luôn. Còn phần trong con loa thì nó được trang bị cho mình một loa bát 40 này, một loa trung, một loa chép này. Con này có đi phân tần chuyên dụng và đánh ra 3 đường tiếng cho mọi người. Đó, đường tiếng 3 đường tiếng thì cực kỳ là hay cho mọi người. Còn về phần bằng mạch công suất thì nó được trang bị cho mình một bằng mạch công suất thế hệ mới nhá. Đầy đủ các chức năng này, đầy đủ các nút chỉnh cho mọi người này. Đó, có bát chép của nhạc riêng, bát chép của mic riêng, có echo và delay riêng cho mọi người nhá. Đầy đủ các cái cổng kết nối là 6.5 này, cho mọi người kết nối hai cổng để kết nối mic có dây này, hai cổng để kết nối guitar nhạc cụ nhá, cắm điện trực tiếp xài được bình thường luôn cho mọi người luôn. Rồi cổng kết nối không dây nè, cổng kết nối có dây nè, đây cổng kết nối cho mọi người sử dụng USB đó, mà để hiển thị các chế độ cho mọi người luôn. Còn về mic thì nó được trang bị cho mình một cặp micro UHF mọi người nhá, micro UHF này, đây mọi người nhìn cực kỳ là xịn sò luôn, hát cực kỳ là nhẹ, hát cực kỳ là sướng nha mọi người nhá. Đó, xét được tần số cho mọi người luôn này, mic sạc này, mic này là mic sạc pin này, đó mọi người hết pin thì mọi người cứ cắm sạc vào mọi người sạc. Đó, đầy mọi người hát bình thường nhé. Đó, thì hiện tại con loa này bên em đang còn là bán xả kho tri ân khách hàng với giá chỉ là 4.800.000 mọi người nhé. 4.800.000 thì mọi người có thể sở hữu được một cái dòng loa nhập khẩu đó, với có một thiết kế cực kỳ là xịn sò cho mọi người luôn, có tay cầm này, có tay kéo cho mọi người luôn này. Anh chị nào thích kéo thì mọi người có thể tham khảo cái mẫu này nhé. Mẫu này là có tay kéo này, đây đó. Đó, anh chị nào quan tâm thì liên hệ theo số điện thoại em có ghim trên màn hình nhé. Rồi em sẽ chuyển sang dòng thứ hai. Dòng thứ hai là dòng nó cao cấp hơn chút xíu về cái linh kiện và cái phụ kiện, và một cái thiết kế nó sẽ khác hẳn so với cái dòng loa G95. Con này tên là Alokio G88 mọi người nhé. Alokio G88. Về phần thiết kế thì nó được trang bị cho mình này một thùng gỗ sơn sật, gỗ nhập khẩu và có khắc thương hiệu Alokio. Mặt lưới thì được tỉ mỉ cho mình CNC rất là tỉ mỉ cho mọi người luôn, chi tiết rất là đẹp luôn đó. Còn về phần phía trong thì được trang bị cho mình một bình ắc quy 12V, bình ắc quy lớn mọi người nhá, thời gian sử dụng cực kỳ là lâu luôn. Còn về phần phụ kiện bên trong, linh kiện bên trong thì trang bị cho mình là một cái cấu hình là bát 40, một loa trung, một loa chép, đánh là 3 đường tiếng có đi phân tần cho mọi người. Còn mic thì vẫn trang bị cho mình là một cặp micro sạc cao cấp mọi người nhá, yên tâm về chất âm của nó, trông cực kỳ tốt này, hát cực kỳ là hay này. Còn về phần bằng mạch thì con loa này nó được trang bị cho mình một cái bằng mạch đời mới hơn, đó thế hệ mới, và nó sẽ có cho mình này, đó đầy đủ các nút chỉnh cho mọi người nhá, 11 nút chỉnh cho mọi người cắn chỉnh, bát chép của nhạc riêng, bát chép của mic riêng, đó có thêm này tính năng là reverb cho mọi người nhá, repeat này, đó echo delay đầy đủ cho mọi người nhá, có 4 chế độ tiếng vang của mic. Khi karaoke mọi người sử dụng cái bằng mạch này thì sẽ mang lại được cái tiếng ca đó, nó sẽ hay hơn so với những dòng mạch thông thường. Về cái bằng mạch này thì công suất của nó đánh ra thì cực kỳ là lớn, con loa này đánh ra của nó là
1200W mọi người nhé, 1200W. Cho nên là cái mọi người mua con loa này về mọi người sử dụng cực kỳ là êm, bát cực kỳ là sâu mọi người nhé, bát cực kỳ là lực, cực kỳ là sâu luôn. Đó, đầy đủ các tính năng cho mọi người, đầy đủ phun chức năng cho mọi người nhé, đầy đủ các cổng kết nối, đầy đủ các cái tính năng cho mọi người sử dụng. Đến mọi người mua về, mọi người chỉ việc dùng, mọi người không có lo là nó bị thiếu chức năng nhé. Đó. Rồi, con loa này thì hiện tại em đang xả khó trên khách hàng, giá cực kỳ là rẻ luôn mọi người nhé. Đó, cho mọi người tham khảo thoải mái luôn. Một dòng loa nhập khẩu. Đó, một dòng loa nhập khẩu cao cấp, bát cực kỳ là sâu, thiết kế cực kỳ là đẹp. Em chỉ là bán cho mọi người với giá là 4.910.000 trong video ngày hôm nay nhé. Trong video ngày hôm nay em chỉ bán với cái giá cực kỳ là tốt cho mọi người luôn. Bên em free ship tại nhà quý vị luôn, quý vị cực kỳ là yên tâm. Rồi, em sẽ chuyển sang cái dòng cao cấp hơn nhé. Dòng này là dòng cao cấp hơn này. Dòng này nó mắc tiền hơn. Con loa này thì có tên là Alokio VIP 180. Đó, Alokio VIP 180. Con loa này thì cho ra một thiết kế nó độc lạ chút xíu nhá. Đằng trước này thì nó hơi khuyết vào một chút xíu. Và về cái thùng thì nó được trang bị cho mình một thùng gỗ nhập khẩu cực kỳ là cao cấp, sơn sợi cực kỳ là cao cấp, mặt lưới thì màu xám. Rồi về phần cấu hình bên trong thì nó được trang bị cho mình một loa bát 40, một loa trung, một loa chép. Và cái bát, cái chép, đó cái trung của con loa này thì nó là thuộc dòng cao cấp mọi người nhá, dòng cao cấp VIP Pro. Đó, nó đi côn 65 từ 107 cho mọi người luôn. Âm thanh nó đánh ra thì cực kỳ là hay. Đó, sử dụng những cái không gian lớn cực kỳ là tốt, hoặc mua về mình cho thuê nhá. Con này thì nó được trang bị cho mình đó một cặp micro UHF mọi người này, đó sẽ được tần số này, mic là mic sạc nhá, đó hát cực kỳ là nhẹ, trong hút kỳ là tốt. Còn về phần mạch thì nó sẽ là tích hợp cho mọi người đầy đủ các chức năng cho mọi người luôn nhá, đó đầy đủ các nút chỉnh cho mọi người luôn. Và đặc biệt thì con này nó chạy bằng tăng phô, chạy bằng nguồn chuyến này mọi người nhá, chạy bằng nguồn chuyến nguồn lớn đấy, nguồn lớn cho nên là công suất nó mới lớn được. Công suất của con này đánh ra là 1500W mọi người nhá, 1500W. Thì khi mọi người mua về thì mọi người cực kỳ yên tâm về cái công suất của nó và cái đường tiếng của nó cực kỳ là hay cho mọi người nhé. Đó, dòng loa này bên em bán rất là chạy cho những khách hàng mua về cho thuê hoặc mua về để kinh doanh. Đó, bảo hành chính hãng 1 năm trên toàn quốc cho quý vị luôn. Con loa này thì hiện tại bên em đang thanh lý xả khó. Bên em đang còn xả khó hàng mới 100% luôn mọi người nhé. Đó, bán giá rẻ cho mọi người luôn. Chỉ 6.300.000. Chỉ 6.300.000. Quý vị có thể sử dụng được cái dòng loa này nhé. Em nhắc lại là chỉ 6.300.000 thôi thì quý vị có thể sở hữu được một dòng loa bát 40 ba đường tiếng hàng cao cấp VIP Pro mọi người nhé, hàng cao cấp VIP Pro. Con này có tên là Alokio VIP 180. Đó, về cấu hình thì nó đi côn 65 từ 107 thì mọi người cực kỳ yên tâm về cái chất âm của nó đánh ra. Đó, anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại em có để trên màn hình nhé. Rồi em chuyển qua sang dòng công suất lớn, dòng này là dòng bát 50 ba đường tiếng nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Alokio nhé. Hai con này thì nó sẽ có hai cái model khác nhau. Cái dòng đầu tiên em giới thiệu cho mọi người có tên model là Alokio AL18. Đó, có một kiểu thiết kế truyền thống. Rồi, sang dòng tiếp theo là có tên Alokio AK18. Đó, có một thiết kế kiểu mới. Đó, mọi người cũng thấy hai con này có một kiểu thiết kế nó khác nhau. Nhưng về cái cấu hình và về cái giá cả thì hai con này đều như nhau mọi người nhé. Đó, ở đây thì hai con này nó được trang bị cho mình là một bát 5 tấc này. Đó, đi côn 65 từ 1.7 này. Đó, cực kỳ là lớn cho mọi người luôn này. Đó, em quay cho mọi người thấy không? Đó, trang bị cho mình cái một đường tiếng trung, một đường tiếng chép này. Đó, cho ra một cái chất lửa âm thanh thì nó tuyệt vời hơn, nó sáng hơn. Đó, con này có đi phân tần, bình ắc quy lớn cho mọi người nhá. Đó, bằng mạch công suất thì bằng mạch công suất cực kỳ là lớn và có đi nguồn chuyến mọi người luôn. Mic thì nó được trang bị cho mình một cặp micro sạc. Đó, UHF xét được tần số, chống hú cực kỳ là tốt cho mọi người nhá. Tiếng cực kỳ là hay, cực kỳ là vang cho mọi người luôn. Còn về phần bằng mạch em quay cận cảnh cho mọi người xem được cái bằng mạch công suất của con loa này nhá. Đây, nó được trang bị cho mình một bằng mạch công suất thể mới này. Đó, đầy đủ các chức năng chống hú này, các chức năng full chức năng cho mọi người sử dụng luôn, đầy đủ tất cả các cổng kết nối cho mọi người luôn, đầy đủ hết, mọi người không có lo. Thì mua con loa này về có 10 nút chỉnh, đó cho mình căn chỉnh được những cái hiệu ứng của nhạc cũng như của mic mọi người nhé, đều tách riêng biệt với nhau luôn. Ở đây thì nó sẽ có bát chép của nhạc riêng, bát chép của mic riêng này, bát chép của nhạc, bát chép của mic này. Đó, chỉ NM có nghĩa là mình chỉnh hiệu ứng của mic nhá. Nào có chỉ NM đầu tiên là của mic này. Đó, bên này thì nó được trang bị cho mình là ba chế độ mic, chế độ vang của mic nha, echo, defit và delay. Đó, hát cực kỳ là xịn luôn. Đây là cổng kết nối nhận âm thanh và xuất âm thanh mọi người nha. Mọi người muốn nhận âm thanh thì mọi người cắm vào cái cổng input xuất âm thanh, cổng output nha. Bên cạnh ngoài này, công tắc nguồn này. Đó, đây là cái nguồn xuyến này. Đó, chạy bằng trắng phô, chạy bằng con phét cho tao á. Cho nên mọi người yên tâm về cái công suất của những cái con này đánh ra. Thì hai con này thì hiện tại bên em đang tiến khách hàng và bên em đang giảm giá nha, giảm giá. Đó, giảm giá đặc biệt cho mọi người luôn. Giá bên em giảm chỉ còn là 6.700.000 thôi. Chỉ còn là 6.700.000 mọi người nhé. Chỉ còn là 6.700.000 thôi. Thì mọi người có thể là sở hữu cho mình một cái dòng loa bát 50 ba đường tiếng nhập khẩu ở hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng trên toàn quốc cho quý vị nhé. Khi mua hàng thì quý vị sẽ có được một cái tem kích hoạt bảo hành điện tử. Quý vị thấy nhé, sẽ có cái tem kích hoạt bảo hành điện tử cho mọi người ở đây, có đầy đủ cả thông tin. Thì bên em sẽ là điền trên hệ thống rồi, mọi người quét thì mọi người có thể tham khảo được cái thông tin của mình, mua ngày nào, sản phẩm gì, đó công ty nào bán cho mọi người, rồi bảo hành như thế nào, thì mọi người có thể là xem được đầy đủ thông tin điện tử ở trên cái tem kích hoạt bảo hành bằng mã QR này mọi người nhé, mọi người cực kỳ là yên tâm. Đó, thì
Vừa rồi em giới thiệu cho mọi người 50 con loa mà hiện tại bên em đang có giá cực kỳ là tốt và bán cực kỳ là chạy. Đó, mang lại cái doanh thu cực kỳ là lớn cho doanh nghiệp bên em. Thì mọi người cùng tham khảo và lựa chọn cho mình những cái mẫu nào nó phù hợp với cái không gian sử dụng cũng như cái túi tiền của mình, thì mình có thể liên hệ trực tiếp với bên em. Bên em sẽ tư vấn thêm cụ thể cho quý vị. Đó, thì đặc biệt khi mua hàng bên em thì quý vị không cần cọc trước mọi người nhé. Không cần cọc trước, và bên em có free ship về tại nhà cho quý vị luôn. Free ship về tại nhà cho quý vị. Đó, để quý vị cực kỳ là yên tâm. Không có lo một cái vấn đề gì về những cái sản phẩm của bên em cả. Được test hàng thoải mái, ưng ý mới trả tiền. Còn trường hợp mà test hàng không ưng ý thì quý vị cứ hoàn trả lại đơn hàng cho bên em. Đó, hoàn toàn miễn phí, không mất một cái phí gì mọi người nhé. Đó, thì hiện tại bên em có 3 kho. Kho chính là ở An Phú, Thuận An, Bình Dương. Kho thứ hai là ở Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa. Và kho thứ ba là ở Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Thì những anh chị nào, quý vị nào mà ở gần 3 kho ở đó thì có thể tới trực tiếp kho bên em để test hàng. Còn đối với những anh chị nào mà ở những cái tỉnh thành xa thì có thể liên hệ trực tiếp cho hotline. Bên em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình và chốt đơn cho quý vị. Và hàng bên em sẽ đóng gói và ship về tại nhà cho quý vị luôn. Quý vị cực kỳ yên tâm. Đó. Rồi. Ngoài ra em còn rất là nhiều những cái dòng mà sản xuất tại Việt Nam, lắp ráp tại Việt Nam, linh kiện nhập khẩu nhá, giá cực kỳ là rẻ cho mọi người luôn. Đây, đây thì một số hàng mà bên em đang còn là thanh lý với giá cực kỳ là tốt cho mọi người nhá. Đó, cực kỳ là rất là nhiều. Đó, mọi người muốn quan tâm thì cứ liên hệ theo số hotline hoặc là đăng ký kênh. Đó, theo dõi em thì em sẽ là review cho mọi người cực kỳ là nhiều video bổ ích cho mọi người. Cực kỳ là nhiều dòng loa giá cực kỳ rẻ. Đây, đây là những cái dòng loa mà giá chỉ có là 1.800.000 thôi, thì báo trước tận nhà. Đây, rất là nhiều dòng loa của bên em nhé. Đó, mọi người nào quan tâm thì cứ đăng ký kênh và ủng hộ anh em nhé. Rồi, video của em xin được kết thúc ở đây. Và sau đây em sẽ test cho mọi người nghe một đoạn nhạc ở trên chất âm của cái con bass. Đây, cái con này đi. Em test cho mọi người nghe chất âm của con bass 40 3 đường tiếng Alo Kio AG95 mọi người nhé. Thì mọi người cùng trải nghiệm được cái chất âm của con này, đánh ra có thực sự là đáng giá đồng tiền hay không nhé.